Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em chào bà con nha, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên cho Trần Anh xin chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Kính thưa các bà con cô bác, hôm nay Trần Anh giới thiệu đến toàn thể cô chú anh chị Innova hàng G 209 nha, bản số 49 luôn, giá siêu rẻ 33820. G xịn sẽ có cảm biến che phía sau nha, hai cụm đèn nguyên bản trong xe này, form mới nha, form mới hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Nước sơn xi bên ngoài rất là đẹp, không có dấu hiệu thì trời sướng, vỏ này mòn rồi nha, mâm là mâm đúc nè, gầm nè, gầm bè là ok nha, à, nước sơn nè, anh chị thấy ok không? Nói chung thì xe này sơn rin thì còn ít thôi, thì nói chung chủ nhà cũng đã tạt qua cho em nó buộc lớp sơn rồi. Xe là báo chuẩn đến tay người sử dụng nha. Hàng G nha cô chú anh chị. Cản trước của đời 29 nguyên rin luôn. Đây là một mẫu xe rin, không một dấu hiệu đồ chế nha. Vỏ nè, vỏ trước nè, vỏ trước mới 85%. Mâm là mâm đúc biểu tượng của Toyota, gầm ở trong nè, sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Đây bà con, bốn cánh cửa nè, keo chỉ nè, được chưa? Hai bên điện sống gần. Em này nguyên bản là ghế da này, nó ghế da hết toàn bộ, đi đôi là vô lăng bốn chấu nha. Trần nè, chủ nhà cũng đã lên trần 5D hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị nha. Máy móc khá là êm. Trang bị một cái màn hình Android của Toyota nè bà con, 214.000 rồi. Em đi được 214.318 km rồi. Vô lăng nè, trợ lực nè, trợ lực cực kỳ là đầm. Củ số này chủ nhà cũng đã thay củ số rồi nè, anh chị thấy không? Máy lạnh AC thì anh đang kích hoạt nè, mở phải có lạnh rồi nha cô chú anh chị nha. Và chúng ta form mới chúng ta sẽ có là hai túi khí đây cô chú anh chị, bên phụ bên tài nè, được chưa? Nội thất khá là tương tất, khá là sạch sẽ. Nói mà con mua lấy về chạy thôi. Nếu mà nói mẫu này đẹp xuất sắc 80-90% thì không có, chứ anh không dám nói, nhưng mà tầm cỡ 70-65%, được chưa? Đưa ra một cái mức giá cực kỳ hợp lý cho cô chú anh chị luôn. Bà con mua về, bà con chỉ việc sử dụng thôi. Ghế ở trong sạch sẽ nha. Đó. Máy 2.0 thì em này nó nằm cho cô chú anh chị đâu đó 9 lít. Hai bên sóng gần liền lạc như nhau nha cô chú anh chị nha. Được chưa? Phần tắp bi nè, cực kỳ là sáng tài. Tắp bi cửa nè, G xịn sẽ tay nắm inox, keo chỉ nè, được không ạ? Không mất một tí nào luôn, rất là tuyệt vời. Mẫu này hết tiền, nằm tầm giá tiền chung cho bà con có bác mua về chạy, chở gia đình đi chơi, chạy kinh doanh, chạy dịch vụ, lo cuộc sống mưu sinh, quá là thoải mái luôn. Bánh ghế treo hết toàn diện nha cô chú anh chị. Hai bên là ghế treo nè, phía sau là bon điện, không có dấu gì đâm ve nè. Anh chị coi là keo chỉ nè, keo chỉ cánh sau nè, từ những con tán băng lề, không có dấu gì khui ra chỉnh lại nha. Bên em cũng dọn xe phải gọi là chi tiết đến tay người sử dụng rồi, dọn kỹ một chiếc xe đến với tay người sử dụng là niềm mơ ước bên Trần Anh Ô Tô nha. Được phục vụ cho bà con là trách nhiệm của bên Trần Anh, làm đẹp hết toàn bộ và bà con cô bác đi tốt dùng bền với mẫu xe bên Trần Anh là very good nha. Ok không ạ? Sạch sẽ, máy lạnh đang mở phát lạnh ngắt, hai túi khí rồi bà con, trải nghiệm phần máy cùng với Trần Anh nha. Có riêng cho anh tải xe, cho anh tải chuẩn cho cô chú anh chị, không làm mất thời gian. Em riêng đời em không có thích tải gian cho bà con cô bác bất cứ một khoản gì đâu nha. Xe có sao là báo vậy. Đây là cục máy khá là êm, đi đôi là đèn rin theo xe nha, không dấu hiệu là chày luôn, biểu tượng của Toyota, nồi đồng cuối đá nha bà con. Cục máy khá là êm, không có dấu hiệu độ hơn nha cô chú chị. Đây à, đời 2009, qua thời gian 5 tháng người ta có chỉnh lại mắt cò,
mắt cò, anh chị thấy không? Ron tay nè, nó chỉnh lên mặt cò rồi nha, xe là béo luôn. Bốn của anh xả thôi, máy rất là êm, nổ rất là giòn tiếng nha cô chú chị. Trang bị được rồi, xịn sẽ có ABS nè. Hai bên lường là không có giới hiệu động pha nè, dàn trước của em nó là nguyên bản hết nhá. Đi đôi là đèn pin nè, đây là hai bát đèn pin còn nguyên bản nguyên thủy luôn. Nắp capo nè cô chú chị, keo chỉ nè, keo chỉ trên nắp capo nè, hầu như rin tuyệt đối nha. Hầu như rin tuyệt đối. Và nói luôn, mẫu này ngày xưa người ta có chạy qua dịch vụ, đó là Trần Anh báo nha, báo thẳng báo chuẩn đến với tay người sử dụng. Về chủ lâu cũng rồi, máy móc kỳ lệ mãi. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022 nha cô chú anh chị nha. Đây, và chúng ta quay luôn phần gầm để Trần Anh kết thúc clip tại đây. Hộp máy nè, hộp số bao rim nha, hộp số phía sau nè, bao rim luôn nha cô chú chị, được chưa? Gầm bệ rim theo xe, không phủ ceramic, không mục ngọt, không mục gầm nha. Đó, máy khá là sạch, để cục máy không, rất là sạch sẽ, số rim nha cô chú chị nha, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Bà con mua về bà con chỉ việc sử dụng thôi. Và hôm nay cũng có một cái tin rất là vui, rất là vui. Bên Trần Anh vừa đang bán con Corolla tiếp này thì khách đã tới salon chốt đủ tiền cho Trần Anh rồi nha cô chú anh chị nha. Họ chốt đủ tiền 330 triệu, chốt full tiền cho em rồi. Ngày mai em sẽ giao xe ở Đà Lạt cho khách nha cô chú anh chị nha. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh Auto Đà Lạt Lâm Đồng. MC you and goodbye ạ.